đây là một con đường quen thuộc với các bạn Sài Gòn. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu và chúng ta đang ở trước chợ vườn chuối. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái ẩm thực tại chợ vườn chuối. Hiện giờ đang có mặt tại hẻm 270 Võ Văn Tần và là hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 nha các bạn. Chúng ta sẽ thưởng thức cái món ăn bánh riêu, canh bún, cua, ốc chả tại số 287 này, kẹt 66 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Nhà cửa quán nhỏ nhỏ thế này. Đây là cái canh bún, bún riêu luôn, ốc, cua, chả cũng có vài cách rồi. Đây là bà chủ nè, đang chuẩn bị rau nè. Đây là cái rau muống luộc sẵn nè, rau muống thái mỏng nè, giá nè, bắp chuối thái mỏng nè, và rau. Đây là bún cho món bún ốc, bún cua chả. Đây là canh bún nè các bạn, canh bún thì nó to hơn là cọng bún nha, bún lá nha. Đây. Có quýt, đậu. Đậu hũ hả chị? Cua. Hả? Đậu hũ. À, cua. Riêu cua đó phải không chị? Riêu cua. Chè. Chè chua. Ốc với chả. Ốc với chả thì để ở ngoài nha các bạn. Ở đây, ốc là để riêng, ốc bươu được làm sạch và nấu chín sẵn nè. Và chả. Cua đang làm cái canh bún cho khách đây. Và người nhà thì lấy bún trùng qua nước sôi. Đây là bún riêu. Một tô uống riêu thì bao nhiêu tiền chị hả? 32.000, đầy đủ là 32.000. Đúng rồi. Không cả là hơi xa rồi. Còn canh bún thì bao nhiêu tiền chị? Không chả, không đỏ luôn đi. Canh bún 32.000 đồng giá. Không có chả. Không chả, không đậu. Không chả, không đậu thì bao nhiêu tiền ạ? À? Múc cho đồng giá luôn, 27.000 á. À. Đây là ốc gì đây chị? Ốc bu. Ốc bươu được làm sạch là làm chín sẵn rồi chị ạ. Đây đầu ốc bươu. Khách vừa mới gọi là hai tô. Canh bún theo phong cách Sài Gòn, cua, ốc chả nho nhỏ của cô Lan Hương đã về rồi, để lại cho chị Huyền, con dâu của cô, bán cùng với gia đình trong một ngôi nhà nhỏ nhỏ. Bây giờ cô Lan Hương còn bán không chị Huyền ha? Dạ không, cho lại con bán rồi. Dạ. Yeah. Cho đứa con gái với con trai. Còn cô Lan Hương là mẹ chồng chị hả? Đúng rồi. Cô bán được bao nhiêu năm rồi tại đây chị Huyền ha? Cô Lan Hương đó hả? À, tới bây giờ luôn á. Tới bây giờ là 30 năm rồi. Tới bây giờ là được 30 năm rồi. 40 năm đi.
Quán mình là bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 11 giờ đến 9 giờ, 9 giờ hơn. 11 giờ trưa tới 9 giờ tối. Đó, chị Huyền, con dâu của cô Lan Hương đây, đang bỏ cà chua vào trong cái nồi bún riêu và canh bún để cho nó có thể chín thơm ngon hơn. Thì chị Huyền sẽ đảo cái nồi nước nhân lên cho chúng ta xem. Huyết nè, và đậu hũ nè, cà chua nè, hoặc là riêu cua, và cả ốc nữa sẽ được hòa quyện trong cái nồi nước súp như thế này, tạo nên cái món ăn ngon rất là nổi tiếng. Cua này là mấy con chín nè. À, cua là chín rồi, thì chị đang thêm cua vào trong cua này là mấy con chín nè, phần của chị gia đình chị Huyền để chuẩn bị cho cái món canh bún và bún riêu. Ốc cua chẻ đây, đây là chẻ nè, chẻ cây nhỏ nè, riêu sống nè, được chuẩn bị sẵn, được đồ sẵn. Còn đây là đậu hũ, một món ăn không thể thiếu của bún riêu và canh bún tại Sài Gòn. Đây đậu hũ được làm chín rồi, chưa thấy là cà chua được làm sạch và cắt ra từng muối với nhau, là món không thể thiếu, một thành phần không thể thiếu của món bún riêu và bún canh bún tại Sài Gòn. Thì khi nấu sẽ là cho lên cái màu đỏ như thế này. Đây, trong nồi cũng có rất là nhiều cà chua, một cái màu đỏ của canh bún, bún được của canh bún thì được nấu sẵn ha. Cái đó của cháu hả? Dạ dạ đúng rồi. Đây, đang chuẩn bị canh bún và bún riêu cho khách. Đây là chị người nhà của quán đang chuẩn bị rau cho khách. Đây, khách có thể ngồi ăn gần và chị chủ có thể múc liền tay cho khách. Nhưng mà cái lượng khách là em thấy cũng đông rất là, nãy giờ em thấy chú ý khách quen rất là đông. Chị Huyền thì thường thường khách sẽ khen cái món nhà mình, khách thích nhất là cái gì ạ? Nhiều mà thì nước lèo là chính. Nước lèo là chính. Đậu hũ. Đậu hũ. Tôi nói đậu hũ chả với cái chả tròn này nè. Là có bí quyết gì mà chị để cho khách thích ăn như vậy ạ? Hay là cái nguồn gốc hay là cái nào? Cái này thì mình cũng không biết nữa, tại vì do mẹ chồng truyền lại thôi. Là bí quyết riêng thôi. Mà dạ, nấu cho nó. Dạ, mẹ chồng truyền lại cái bí quyết để mình nấu. Dạ. Xưa giờ mẹ chồng bán lâu rồi. Dạ, dạ. Được khách rất là đông, rất là lâu. Dạ, em cảm ơn chị. Mình giữ lại cái truyền thống của mẹ đó. Dạ, rồi. Mình bán thì khách nói chung là nhiều người nhiều ý. Dạ. Đa số là khách mình cũng thích ăn đậu hũ này lắm. Rồi. Rồi nước lèo lại thái vậy. Dạ. Đây, khách là đang vô nè các bạn, đến quán chị thì rất là thích cái đậu hũ nấu trong cái nồi nước lèo thế này. Nấu rất là lâu và theo công thức và gia vị riêng, gia truyền của mẹ chồng để lại nên rất là ngon. Cùng với lại cái nguyên liệu cua đồng hoặc là cà chua nhiều, cái lý do để nó tạo nên một cái món canh bún và bún riêu rất là ngon tại đây. Tại cái quán canh bún và bún riêu của gia đình nhà chị Huyền thì chúng ta có thể uống nước mía, gia đình tự làm có một quầy nước mía tại đây luôn, rất là ngon, bổ rẻ. Một ly nước mía thì bao nhiêu tiền anh ha? 8.000. Có giá 8.000 thôi các bạn. Đây, nước mía nguyên chất. Hay ăn ở đây không ạ? Dạ, hay ăn được đây. Ở đây được bao nhiêu năm rồi chị ha?
cũng lâu năm rồi, có thời gian không ở gần đây nên không có ăn. Dạ, thì tính là biết đến quán này là được bao lâu rồi? Mỗi lần đi ngang đây là ghé. Dạ, chị thấy giá ở đây thế nào? Giá đây cũng bình dân à. Dạ, thì cái chất lượng thế nào chị? Ngon. Dạ, ngon hơn chỗ khác gì hả? Ngon hơn. Dạ, chị ăn ở đây thì thấy cái gia vị với lại cái rêu ở đây với cái ốc ở đây thế nào chị hả? Vừa ăn lắm. Vừa ăn hả chị? Mắm đặc biệt, mắm gừng cũng ngon. Dạ. Thì tính ra là chị biết tới quán này là bao nhiêu lâu rồi? Chắc cũng cỡ mười mấy năm rồi. Chị ở xa đây không ạ? Cũng xa. Dạ, nhưng mà mỗi lần đi ngang là nhớ ghé vào. Là có biết. Mùi vị không quên được. Anh ăn uống rêu chỗ đây và chỗ khác anh thấy ở đây nó thế nào ạ? Ngon hơn. Cái vị nó như thế nào anh? Có mùi rêu ngon hơn không? Anh thấy giá ở đây thế nào ạ? Anh ăn ở đây được bao nhiêu năm rồi anh? Nhà anh gần đây không ạ? Anh đi một mình hay là đi với bạn ạ? Dạ, bạn ngồi trong kia hả anh? Ngồi thì còn bán đó, bạn anh đang ngồi ăn ở trong.